một thân mến. Biện pháp tu từ là cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ nhằm giúp diễn đạt lời văn thêm hay, đẹp, biểu cảm và hấp dẫn. Ở các tiết học trước, Kèm đã được tìm hiểu ba biện pháp tu từ, đó chính là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ. Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học thêm một biện pháp tu từ cũng hay không kém, đó chính là phép hoán dụ. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Mục tiêu cần đạt chính của tiết học ngày hôm nay: thứ nhất, giúp Kèm nắm được khái niệm thế nào là hoán dụ. Thứ hai, Kèm phải hiểu và nhớ được các tác dụng của hoán dụ, biết phân tích ý nghĩa cũng như tác dụng của hoán dụ trong thực tế sử dụng tiếng Việt. Và thứ ba, bước đầu Kèm phải có kỹ năng tự tạo ra một số hoán dụ. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với phần 1 La Mã, đó chính là hoán dụ là gì? Kèm chú ý ví dụ sách giáo khoa trang 82 và câu hỏi: áo nâu liền với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Tố hữu, câu hỏi: giữa áo nâu, áo xanh, nông thôn, thị thành với sự vật được chỉ có mối quan hệ như thế nào với nhau? Kèm có thể dễ dàng nhận ra áo nâu ở đây là chỉ người nông dân, còn áo xanh ở đây là chỉ người công nhân. Còn nông thôn là chỉ những người sống ở nông thôn, thị thành là chỉ những người sống ở thành thị. Áo và người ở đây có mối quan hệ gần gũi với nhau, còn nơi sống và người sống ở đây là nông thôn với những người dân ở sống ở nơi đó, với thị thành cũng thế, cũng có mối quan hệ gần gũi. Hai câu thơ này, nhà thơ Tố Hữu viết về người lao động của nước ta trong thời kỳ cách mạng tháng 8. Thời ấy, y phục đặc trưng, gần gũi của người nông dân là áo nâu, của người công nhân chính là áo xanh. Kèm chú ý, tiếp tục tìm hiểu câu hỏi sau. So sánh hai cách diễn đạt sau, cho biết cách diễn đạt nào hay hơn và vì sao. Một, áo nâu liền với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Hai, tất cả nông dân ở nông thôn và công nhân ở thành thị đều đứng lên đấu tranh. Chúng ta dễ dàng nhận ra được đó là cách diễn đạt một sẽ hay hơn vì nó có sử dụng phép hoán dụ, nó sẽ ngắn gọn, hàm súc và có giá trị biểu cảm cao hơn. Thực ra, tác dụng của hoán dụ là khắc sâu nhận thức, nhiệm vụ của hoán dụ là khắc họa nổi bật một nét cơ bản nào đó có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự việc miêu tả theo sự đánh giá của người viết hoặc người nói. Hoán dụ làm cho ngôn ngữ thêm sinh động, gợi ra những nhận thức sâu sắc về sự vật cho người đọc và người nghe. Ví dụ như là mồ hôi mà đổ xuống đồng, lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương, thì mồ hôi là dấu hiệu để chúng ta nhận biết được sự vất vả của những người nông dân khi trồng lúa. Hoán dụ còn được dùng nhiều trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật cũng như khẩu ngữ tự nhiên. Chúng ta chốt lại phần 1 La Mã hoán dụ là gì bằng một sơ đồ sau đây. Thứ nhất, về khái niệm, hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có mối quan hệ gần gũi với nó. Về tác dụng, hoán dụ dùng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Chúng ta tiếp tục sang phần 2, đó là các kiểu hoán dụ. Cũng giống như phép tu từ ẩn dụ, đây chính là phần giảm tải nên thầy chỉ giới thiệu sơ qua cho các em nhận biết. Có 4 kiểu hoán dụ thường gặp, đó là lấy một bộ phận để gọi toàn thể. Thứ hai, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng. Thứ ba, đó là lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật. Thứ tư, đó là lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng. Với lấy một bộ phận để gọi toàn thể, ví dụ như lấy liên hệ giữa công cụ lao động với bản thân sức lao động hoặc kết quả của người lao động, như là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá của thành cơm. Bàn tay ở đây là công cụ kỳ diệu của lao động, làm liên tưởng đến sức sáng tạo phi thường của sức lao động. Còn lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, ví dụ như trong đời sống hàng ngày ta thường hay sử dụng rất nhiều, như là cả hội trường đứng lên để mà vỗ tay, thì cả hội trường ở đây là vật chứa đựng để chỉ những người trong đó, đó là vật bị chứa đựng. Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng, như là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một với ba ở đây là chỉ số lượng cụ thể, nhưng trong trường hợp này được dùng thay cho số ít và số nhiều.
lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, như là ngày Huế đổ máu, chú Hà Nội về, tình cờ chú cháu gặp nhau hàng bè. Các em thấy đổ máu là dấu hiệu của chiến tranh, có thể hiểu ngày Huế đổ máu là ngày Huế nổ ra chiến sự. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập 1 sách giáo khoa trang 84 nhé. Kèm chú ý câu hỏi, chỉ ra phép khoáng dụ trong những câu thơ, câu văn sau và cho biết mối quan hệ giữa các sự vật trong mỗi phép khoáng dụ trên là gì? Ví dụ A, làng sớm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng sớm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể Hồ Chí Minh. Ta có thể thấy làng sớm ở đây là chỉ người nông dân. Đây là khoáng dụ lấy vật chứa đựng là làng sớm để gọi vật bị chứa đựng, đó chính là chỉ người nông dân. Ví dụ B, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người, Hồ Chí Minh. Chúng ta phát hiện ra được 10 năm là tượng trưng cho thời gian trước mắt, còn 100 năm là hoán dụ để tượng trưng cho thời gian lâu dài. 10 năm, 100 năm là lấy cái cụ thể để nói về thời gian trước mắt và thời gian lâu dài, đó là cái trừu tượng. Ví dụ C, áo chàm đưa bụi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, Tố Hữu. Áo chàm chính là trang phục truyền thống, quen thuộc chỉ người dân Việt Bắc. Đây là hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật. Ví dụ D, vì sao trái đất nặng ân tình, nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh, Tố Hữu. Trái đất ở đây là chỉ nhân loại, hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng. Trái đất biểu thị đông đảo, nhân dân, vật được chứa đựng. Chúng ta sẽ sang bài tập số 2 sách giáo khoa trang 84. Sau khi các em đã tìm hiểu xong về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ, bây giờ một nhiệm vụ các em cần phải phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ là gì. Giữa ẩn dụ và hoán dụ có điểm giống nhau, đó là gọi tên sự vật này bằng tên của sự vật hiện tượng khác. Còn khác nhau thì như chúng ta đã biết, ẩn dụ đó chính là dựa vào quan hệ tương đồng giống nhau, còn hoán dụ đó là dựa vào mối quan hệ tương cận hay còn gọi là gần gũi. Các em chú ý điểm khác nhau này để các em phân biệt không bị nhầm lẫn nhé. Sau khi tìm hiểu được phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ, bây giờ các em chú ý đến câu hỏi về nhà. Thứ nhất, các em phải nắm vững được khái niệm và tác dụng của phép tu từ hoán dụ. Thứ hai, các em phải đặt cho thầy được hai câu có sử dụng phép tu từ hoán dụ. Các em gạch chân và phân tích ý nghĩa của phép tu từ hoán dụ mà mình đã sử dụng. Các em có thể làm vào vở bài tập hoặc làm ra giấy kiểm tra và nộp lại cho giáo viên bộ môn sau khi các em trở lại trường nhé. Các em nhớ làm bài tập đầy đủ năm Tân Sửu. Thầy xin chúc các em và gia đình có một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và vạn sự đều như ý nhé. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.